Ai cả nhà ơi, thì mình tình cờ mình gặp cái ao cá cha này nè cả nhà. Nước nó cạn lắm cả nhà ơi. Cả nhà nhìn cá nó lội nè. Đó, cả nhà thấy con nào nấy bành bành không? Nó lội đặc nghẹt hết trơn luôn cả nhà ơi. Để mình quay cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy cá nó lội chưa? Ôi, nguyên một bầy luôn cơ kìa. Đó, khủng khiếp cá cha luôn cả nhà ơi. Nó lội đó, cái nhà thấy không? Quá chừng nó lội luôn. Con nào nấy nái 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 không cái nhà ơi. Đó. Cả nhà thấy nước nó cạn mà thấy cá nó lội gì đó. Đó, thấy chưa, thấy rõ cái lưng cá xương sống luôn cả nhà, cá nó lội mà nhìn thấy rõ ràng luôn đó. Quá chừng luôn, nó giận rồi cả nhà, mình gần máy nha cả nhà. Rồi cả nhà xem thấy hay nhớ cho Tâm xin một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Ok, quá chừng nhau cá cha này luôn à, nó lội đó đó, nhà thấy cá chưa, nó khủng khiếp cá luôn kìa. Ôi, nó lội tôi kìa, nó lội lên bờ luôn á. Quá chừng luôn cơ kìa. Quá chừng nhau cái cha này luôn, cái cha của ta nó lội quá trời luôn kìa. Rồi cả nhà, mình cũng xin kết thúc clip này luôn nha cả nhà. Mình quay chia sẻ cho cả nhà như đây thôi nha. Cả nhà xem thấy hay nhớ cho Tâm xin một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Để cho mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Bộ của kìa, ngay cái đám dừa nè. Để mình quay qua cái đám dừa trái nữa cho cả nhà xem. Vô cái góc này nè. Chạy hết rồi, đó đó đó, nhà thấy nó ngớp không? Rồi, mình xin kết thúc clip này luôn nha. Cả nhà xem thấy hay nhớ cho Tâm một like, một lượt đăng ký kênh nha, chia sẻ nhiều người cùng xem nha cả nhà. Đây, để mình đứng quả rốc này cho cả nhà xem. Đó, cả nhà thấy nó dày đặc hết trơn thấy không? Đó, 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 đó. Khủng khiếp bầy cá cha luôn cả nhà ơi. Này con nào nấy 4-5 kg hết rồi. Không có con nào nhỏ chưa. Cá này đó, cá già hết rồi. Wow, thấy chưa? Bầy cá này khủng lắm nha. À, có con mềm bẹp nữa kìa. Có cả nhà thấy mềm bẹp không? Đó, 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 mềm bẹp nữa đó. Đó, 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 mềm bẹp nè. Cả nhà thấy mềm bẹp không? Để mình quay đó. Cứ mềm bẹp nó đậu đó, đó. Chuẩn bị nó kiếm ốc nó ăn hay sao á. Nó thấy mình cái nó lủi qua đó. Ồ, bầy cá cha. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip nha. Video cũng được 5 phút rồi. Hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình luôn nha.